Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Tiếp tục tập sau của chủ đề xếp hạng nội tại tất cả các tướng trong Liên minh huyền thoại. Trong video trước, ta đã dừng chân ở cô nàng Briar rồi đúng không nhỉ? Hôm nay hãy tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở nhá. Bắt đầu luôn thôi. Đầu tiên phải điểm qua những tiêu chí đã. Thứ nhất, chiêu thức nội tại sẽ xếp hạng tách biệt, chứ không gộp chung vào bộ kỹ năng của tướng. Thứ hai, tỷ lệ sức mạnh phép thuật hay sức mạnh công kích sẽ thông số chuẩn của kỹ năng, không tính các trường hợp thêm trang bị để có thể đánh giá khách quan nhất. Thứ ba, có vài nội tại nếu tách biệt ra khỏi bộ kỹ năng của tướng sẽ không tài nào đánh giá được, vì có một vài con tướng xây dựng nội tại theo thiên hướng bổ sung chứ không tách biệt hoàn toàn. Những trường hợp này tôi xin phép không đánh giá hoặc xếp chúng vào tier list riêng, tạm gọi là no comment hoặc là miễn bàn. Cuối cùng, vì Liên minh huyền thoại hiện tại đã có 167 vị tướng, nên việc sắp xếp các chiêu thức sẽ không dựa theo tier list từ S đến A mà sẽ đi theo bảng chữ cái từ A đến Z nhé. Mở bát cho phần 2 lần này sẽ cô nàng cảnh sát trưởng xinh đẹp đến từ thành phố Piltover. Điều khiến cho Caitlyn trở nên đặc biệt và đa dụng cũng chính từ nội tại thiện xạ của cô nàng. Thiện xạ cho phép Caitlyn cường hóa đòn đánh của mình sau 5 đòn đánh thường, hoặc là 4 nếu cô nàng đang đứng ở trong bụi và gây sát thương cho kẻ địch dựa trên tỷ lệ chí mạng của con tướng này. Chưa hết, nếu kẻ địch dính lưới E hoặc bẫy Jordle thì phát bắn tiếp theo của cô nàng sẽ tự động trở thành thiện xạ, cho phép cô tăng tầm bắn vào kẻ địch dính chiêu. Với nội tại này, Caitlyn có thể trở thành một cỗ máy cấu rỉa trong giai đoạn đi đường. Tưởng tượng bạn cướp farm lính xong ăn nguyên một viên đạn thiện xạ vào đầu thì thốn phải biết. Hơn nữa, tầm bắn của Caitlyn là 650, là tầm bắn tiêu chuẩn của xạ thủ tay dài truyền thống. Chưa kể đến phát bắn thiện xạ sẽ được tăng tầm thành 1300 nếu cô bắn dính chiêu E, hoặc chẳng may kẻ địch xui xẻo đã phải W của Caitlyn. Nếu Caitlyn build theo lối chí mạng truyền thống, thiện xạ thậm chí còn rát hơn cả những cú trời giáng của một đấu sĩ nào đó nữa, tối đa đến 120% sát thương dựa trên tỷ lệ chí mạng và cấp độ của cô nàng. Siêu thấm luôn, ông tanker nào mà không có khiên băng ăn tầm 3 cái thiện xạ, không khéo ôm đầu mà chạy về, đứng lại tanh thì cũng chỉ ngang cục thịt chứ sao chống chịu được cho team. Vì tầm bắn lên 1300 sau khi kẻ địch dính bẫy W hoặc dính E, nên Caitlyn cũng có thể lên sát lực với 20% tỷ lệ chí mạng may rủi ở súng hải tặc, khiến cho áp lực đi lên cô nàng trở nên khủng bố hơn bao giờ hết chỉ nhờ vào nội tại của mình. Tuy vậy, thiện xạ cũng có điểm yếu, 5 phát bắn thường hoặc điều kiện nhất định mới có thể kích hoạt được chiêu, và chỉ thiện xạ bình thường mới được chọn mục tiêu mà bắn, còn những điều kiện kích hoạt như dính E hoặc đạp phải W thì khá là tùy biến. Thế nên cố bắn 1300 tầm của Caitlyn, nếu như kẻ địch đạp chúng là tanh thì cũng bớt đi vài phần uy lực. Và một nội tại như thế đòi hỏi người chơi Caitlyn phải chọn mục tiêu tốt cũng như sử dụng bộ kỹ năng của mình hợp lý mới có thể tối ưu được lượng sát thương của thiện xạ. Vì những lý do trên, tôi xếp nội tại cô nàng cảnh sát trưởng này ở bậc A, tức là A đủ mạnh vậy. Tiếp theo trong danh sách sẽ là một cái tên nữa cũng từ khu phức hợp Piltover Zone, Mommy chân máy cao mỹ lệ, nổi danh với những pha đu dây móc và vuốt địch siêu điều luyện. Camille cũng sở hữu cho bản thân một nội tại không kém phần ổn áp, cũng là nguyên do khiến rất nhiều đối thủ ôm hận khi có ý định trao đổi võ công với cô nàng người máy này. Nội tại của cô là thích ứng phòng ngự. Thích ứng phòng ngự cho phép đòn đánh tiếp theo lên tướng tạo lá chắn tỷ lệ theo máu tối đa của Camille, dựa trên loại sát thương của mục tiêu, vật lý hoặc phép, và tồn tại tối đa trong vòng 2 giây. Đây là một nội tại khá tốt trong giai đoạn đi lên, khi cho phép Camille thực hiện những pha trao đổi ngắn có lời mỗi khi cô có nội tại. Lá chắn dựa theo phần trăm máu tối đa của Camille cũng khá mạnh ở giai đoạn đầu game. Tuy nhiên, thời gian hồi chiêu lại là một nhược điểm của kỹ năng này. 18 giây đến 10 giây tùy theo cấp độ là một con số đáng để cân nhắc và suy nghĩ đấy. Đây cũng là một con dao hai lưỡi khiến ta phải chọn mỗi khi muốn lao lên và trade dam với đối phương. Ở những bậc rank cao, hầu như người chơi đều muốn công nội tại của Camille trước rồi mới trao đổi chiêu thức với cô nàng. Bên cạnh đó, một vài trường hợp cái lá chắn này không nhảy đúng lượng sát thương phù hợp trong pha trao đổi. Lấy ví dụ như Teemo, bạn đôi khi sẽ nhận được giáp nếu con trồn lùi này đánh tay vào người bạn. Ngược lại, nếu nó dùng W hoặc ta dẫm phải nấm thì mới cho ra giáp phép. Hay trong một số trường hợp nữa là Jack, nhảy Q sau đó W thì cái lá chắn của chúng ta sẽ là lá chắn phép, vì cơ chế tính giáp dựa trên lượng sát thương gần nhất mà Camille nhận vào từ kẻ địch. Chung quy lại là không ổn định và thiếu độ tin cậy trong một vài trường hợp nhất định. Vì những lý do đó nên thích ứng phòng ngự của Camille sẽ là bậc B. Cái tên kế đến trong danh sách sẽ là cô nàng xa nữ của nhà Drew Carter, lưng danh của xứ Noxus. Tuy sở hữu bộ chiêu thức độc địa và nhẫn tâm, nhưng cái nội tại thì vô cùng thực tế và phế phẩm đến mức khó tin. Nội tại của Cassiopeia là thần tốc mãng xà. Cô sẽ được tăng tốc độ di chuyển mỗi cấp nhưng không thể mua giày. Vãi cả đạn luôn. Một cái nội tại siêu bất công dành cho một con pháp sư DPS như Cassiopeia. Cụ thể là cô sẽ nhận được từ 4 đến 72 tốc độ di chuyển ở mỗi cấp, và cấp 18 sẽ là 400 chưa tính đến các trang bị hỗ trợ tốc độ di chuyển cộng thêm khác. Ý tôi là đây gần như là một nội tại vô dụng và ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng gây sát thương của Cassiopeia. Hầu hết các main cô nàng rắn đều phải lựa chọn tăng tốc pha hoặc áo choàng mây để cứu cánh cho cái tốc độ thảm hại này.
Thế nhưng, tưởng tượng ở giai đoạn mid-game, khi mà đối phương đã có đủ giày, bạn hết tăng tốc pha và tốc độ chạy chỉ vòn vẹn 360-372, cũng như không nhận được các chỉ số cần có như hồi chiêu hay xuyên phép thêm từ giày, thì một là mất flat, hai là bỏ mạng. Quá tù túng, quá lò và quá buồn cho Cassiopeia. Vì lý do trên, tựa xếp thần tốc mãng xà cô nàng ở bậc D, đáy xã hội. Tiếp theo là Cho'Gath, món quái vật đến từ hư không và sở hữu cho mình một cái bụng không đáy, đang trong quá trình ăn cả Valorant. Nội tại của nó là thú ăn thịt. Bất cứ khi nào Cho'Gath tiêu diệt một đơn vị, hắn sẽ hồi lại máu và năng lượng. Giá trị này sẽ gia tăng dựa trên cấp của Cho'Gath. Theo tôi đánh giá, thì đây là một cái nội tại hết sức bình thường nếu như so với tầm cỡ và độ háu ăn của con thú này. Đồng ý là nội tại này cung cấp cho hắn khả năng hồi phục, đủ để hắn có thể trụ lại lên của mình. Thế nhưng vì độ tù và bộ chiêu thức chậm chạp của Cho'Gath, chừng đó là chưa đủ để khiến cho con quái vật hư không thực sự được an toàn trong giai đoạn đầu game. Xét về chỉ số ở những giai đoạn đầu, chỉ là 18 máu và 5 mana với mỗi chỉ số lính, có vẻ hơi khiêm tốn một chút nhỉ? Chưa kể đến, nếu như đối thủ sở hữu khả năng cấu máu mạnh ở đầu game, thì đời nào Cho'Gath có thể nhìn mặt được mấy con lính cơ chứ? Chung quy lại là vẫn là câu chuyện của bọn tanker đầu game, bán máu và mana để farm lính và chấp nhận bị đè đầu cưỡi cổ. Nghe cũng sầu, mà thôi cũng kệ, chứ biết sao bây giờ. Với cái nội tại thú ăn thịt của mình, Cho'Gath sẽ được xếp ở bậc C, cũng không phế cho lắm. Tới đến là Corki, một chiếc máy bay nhanh với Corki là đủ hiểu Rod xây dựng nội tại của chiếc máy bay ông già là như thế nào rồi. Với nội tại có hai cơ chế riêng biệt là đạn Hextech và gói hàng tiếp tế, Corki chứng tỏ mình là một sự lựa chọn thích hợp cho những kẻ thích buồn chuyện, lê lết và trì hoãn khi nội tại của ông già này chỉ thực sự bùng nổ sát thương ở giai đoạn cuối game. Đạn Hextech cho phép Corki chuyển hóa lượng sát thương của mình thành dạng hỗn hợp ở những phát bắn tay. Tỷ lệ theo kiểu 82 với 80% sát thương được chuyển hóa thành sức mạnh phép thuật và 20% sát thương được chuyển hóa thành sức mạnh công kích. Với một chỉ số thiên vị như vậy, sẽ chẳng khó hiểu khi Corki luôn luôn được ưu tiên với những món đồ mang chỉ số sức mạnh công kích trước và chỉ có đến 1-2 món đồ sức mạnh phép thuật để bổ sung sát thương trong giai đoạn cuối game. Theo tôi thấy thì đây là một cái nội tại giống như cơ chế tích hũ vậy. Càng về cuối game thì sát thương càng rác, còn đầu game thì khá giống với một con lính, bình thường và không có gì quá đặc sắc. Gói tiếp tế sẽ được trang bị sau khi trận đấu đã trải qua 10 phút. Corki sẽ mang gói hàng này trong vòng 45 giây, nhận thêm tốc độ di chuyển và tầm của chiêu W sẽ được tăng mạnh. 5 phút hồi gói hàng một lần. Đây là một nội tại khá mạnh cho phép Corki cắt xé đội hình địch, cấu rỉa cũng như gây ra hiệu ứng làm chậm khá phiền phức. Chưa kể là tầm kích hoạt cũng khá xa, điểm yếu duy nhất của nó là hồi chiêu lên đến 5 phút. Bắt buộc người chơi phải có setup và giao tiếp với đồng đội từ trước để vận hành tốt mỗi lần sử dụng gói hàng. Chưa kể đến, cái dòng thông báo cho kẻ địch là khá to mỗi khi Corki nhặt gói hàng lên nữa. Thế nên, tình thế sử dụng gói hàng sẽ như một con dao hai lưỡi nếu không sử dụng đúng cách, nên gói hàng sẽ xứng đáng ở bậc A đủ mạnh vậy. Tổng kết cả hai thì chúng ta sẽ có điểm B cộng trên B nhưng dưới A. Vậy nên là ở mức trung bình, không quá mạnh cũng không quá yếu. Sau khi chia tay với ông phi công già người Yordle, nhân vật tiếp theo cũng là một lão già, nhưng lão già này không lái máy bay và làm tướng ở Noxus, cầm dìu đi bổ đầu người khác. Vâng, không ai khác ngoài Darius. Nội tại của Darius là xuất huyết. Mỗi đòn đánh thường hoặc kỹ năng trúng kẻ địch của Darius, trừ chiêu E, đều sẽ cộng dồn một xuất huyết. Số cộng dồn tích lũy tối đa là 5. Hiệu ứng xuất huyết tồn tại trong vòng 5 giây. Và khi đủ số lượng cộng dồn tối đa, Darius sẽ hóa cuồng và nhận thêm sức mạnh công kích. Khi Darius hóa cuồng, đòn đánh hoặc kỹ năng tiếp theo của hắn sẽ lập tức tích đủ 5 cộng dồn, dồn xuất huyết lên kẻ địch. Đây thực sự là một nội tại quá súc vật. Đó giờ, thứ khiến người ta khiếp sợ ở Darius không phải vì lượng hồi phục và những lần reset R của lão già khọm này, mà là ở cái nội tại 65-150 sát thương kéo dài trong vòng 5 giây, cộng thêm 150 tỷ lệ sức mạnh công kích, thêm ở 5 stack xuất huyết, thực sự là một cái gì đó quá khủng khiếp. Cùng làm một phép tính nhỏ nhé. Ở cấp độ thấp nhất, với 64 sức mạnh công kích cơ bản, chưa tính đồ, thì lượng sát thương mà Darius gây ra trong 1 giây khi có đủ 5 stack xuất huyết sẽ là khoảng 162,5 dam, kéo dài vòng 5 giây cho đến khi hết thời gian xuất huyết sẽ là 812,5 đam. Con số sát thương quá lớn mà một vị tướng có thể gây ra tại cấp độ 1 chưa có đồ. Thế nên nói không ngoa khi đây là một trong cái nội tại có thể nói là làm lên tên tuổi của đại tướng Noxus này. Và từ những điều trên, một sư sẽ dành cho Darius nhờ vào cái nội tại xuất huyết của mình. Rời xa vùng đất Noxus đẫm máu và cùng hướng về đỉnh Targon hùng vĩ, nơi cư ngụ của hai hội Nunari và Solari. Thủ lĩnh hội Nunari, Diana, cũng sở hữu cho mình một nội tại mà theo tôi đánh giá là khá ổn. Gươm ánh trăng là nội tại của cô nàng. Kỹ năng này cho phép cô tăng tốc độ đánh trong 3 giây tiếp theo sau mỗi lần tung ra kỹ năng dính trúng kẻ địch. Chưa hết, với mỗi đòn đánh thương thứ 3 của mình, Diana sẽ thực hiện một đòn chém gây sát thương trên diện rộng trong vùng ảnh hưởng của chiêu thức này. Về cơ bản, gươm ánh trăng cho phép cô gia tăng thêm sát thương ở mỗi đòn đánh thứ 3 và sát thương của nó phải gọi là khá ổn, với việc cộng thêm 50% chỉ số sức mạnh phép thuật. Ngoài ra, lượng tốc đánh cộng thêm của cô nàng cũng không phải là nhỏ. Từ 15-40% tốc độ đánh là một con số thể sánh ngang với các món trang bị lớn.
Nhờ đó giúp cho Diana bổ sung thêm sát thương và thực hiện được nhiều đòn gươm ánh trăng lan ra bên ngoài hơn, giúp tối ưu hóa nội tại cũng như sát thương từ kỹ năng này mang lại. Nhược điểm duy nhất thì chắc là phải gây sát thương mới được tăng tốc độ đánh, và tốc độ đánh của gươm ánh trăng cũng không được cộng dồn, chứ nếu không thì Diana chắc là mẹ cả khu vườn Summer Rift rồi. Chung quy lại, một vé A đủ mạnh vậy sẽ là một thứ hạng thích hợp dành cho Diana. Tiếp đến, người anh em chí cốt Darius, Draven, với cái nội tại là Liên minh Draven, cho phép hắn tích số liên tục bằng cách hạ gục lính hoặc chụp lại được Drew. Chết ư? Tạm biệt 75% điểm cộng dồn, giết được người thì nổ hũ vàng thôi nào. Về cơ bản thì đây là một bài đánh may rủi, nghe nó cứ giống như một cái hũ cốt 700 số Hostile của tôi hôm qua ấy nhỉ. Dù sao thì, vì lối đánh này quá hai lưỡi nên nếu như bị cam thì coi như mất hết. Thế nên người chơi Draven cần rất nhiều yếu tố như chọn vị trí, để ý gank, chống gank, phản gank và last hit đủ tốt. Đổi lại, phần thưởng dành cho bạn sẽ siêu to khổng lồ nếu tích đủ điểm ngưỡng mộ cần thiết. Có khi biến về hơn đối thủ một đồ lớn thì cũng không phải chuyện gì lạ. Vậy nên tôi xếp Liên minh Draven của gã đao phủ đấu trường Noxus này một điểm C cũng không đến nỗi nào. Giờ thì cùng đến với nhà bác học điên hay cuồng nhân Zorn thế nào. Nội tại của Mundo là điên thì cứ đi, cho phép Mundo miễn nhiễm hiệu ứng bất động đầu tiên lên hắn. Thay vào đó sẽ mất máu và văng ra một lọ hóa chất gần đó, tồn tại trong vòng 7 giây. Mundo có thể nhặt nó lên, hồi lại máu và giảm hồi chiêu của nội tại này. Dr. Mundo cũng sẽ tăng mạnh hồi phục máu. Là một con tanh thì ai lại từ chối cái khiên miễn khống chế cơ chứ. Thậm chí nó còn có thể thêm khả năng hồi phục khi lụm được cái cục này nữa. Đấy là còn chưa kể, khi đủ lượng hồi chiêu và cấp độ cho phép, chỉ cần lụm được cái khiên này thì Mundo gần như là một chiếc xe tăng chính hiệu, cứ thẳng tiến mà không phải lo bị dính khống chế trong combat tộc. Bá là thế, nhưng nếu lọ hóa chất này rơi gần kẻ địch thì chúng có thể phá nó bằng cách di chuyển qua, cơ chế tương tự như búa của Poppy. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu của điên thì cứ đi ở đầu game lên đến 60 giây nếu như bạn không nhặt được lọ hóa chất, mà nếu có nhặt được thì thời gian hồi chiêu của nó cũng quá lâu, lên đến 45 giây. Vì những lý do trên, điên thì cứ đi của Mundo sẽ xếp vào hạng A đủ mạnh vậy nhá. Tiếp tục câu chuyện về những thiên tài sực giòn, Echo chính là cái tên tiếp theo cho danh sách video ngày hôm nay. Cậu bé này tuy nhỏ nhưng lại rất thông minh, đến mức chế được công nghệ quay ngược lại một khoảng thời gian ngắn. Echo thân thương gọi thứ công nghệ do cậu phát minh này là động cơ di cộng hưởng, cũng chính là nội tại của cậu nhóc thiên tài. Động cơ di cộng hưởng của Echo khiến mỗi đòn đánh hoặc kỹ năng sát thương thứ ba lên cùng một mục tiêu, khiến cho chúng chịu thêm sát thương phép, tăng cho Echo lượng tốc độ di chuyển nếu đó là tướng. Chỉ số cơ bản cùng với lượng sát thương tỷ lệ lên đến 90% sức mạnh phép thuật cộng thêm là một con số rất ấn tượng, khiến cho cậu bé dư sức sốc chết bất kỳ con mồi máu giấy nào trong tầm ngắm của mình. Lượng tốc độ di chuyển cộng thêm cũng rất tuyệt vời, lên đến 80% tốc độ di chuyển cộng thêm trong vòng 3 giây. Tốc độ di chuyển này sẽ là một công cụ đắc lực giúp Echo dễ dàng thoái lui hoặc hướng đến mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm, tùy vào tình hình combat và kỹ năng của người chơi. Tuy nhiên, ba đòn đánh hoặc kỹ năng sẽ là một con dao hai lưỡi, thách thức rất nhiều về mặt tính toán sát thương cũng như độ chính xác trong bộ kỹ năng. Nhiều khi chưa chạm được vào người chúng nó thì Echo đã ăn mấy phát đạn chết tươi không kịp ngáp rồi. Một sát thủ thì cần cẩn thận trong pha dồn đam của mình. Về Echo càng phải thế nếu như không kích hoạt thành công được nội tại. Người bỏ mạng nơi chiến trường sẽ là cậu chứ không phải là kẻ địch. Với lượng đam lớn như vậy, đáng ra sẽ ở bậc S, nhưng vì nhược điểm trên tôi phép xếp Echo ở bậc A thôi. Cùng rời xa những thiết bị công nghệ và đến với vùng đất ma mị của quần đảo bóng đêm thôi nào. Alice chính là nhân vật tiếp theo trong danh sách. Nội tại của cô nàng là nữ hoàng nhìn nhện, có hai dạng là người và nhện. Ở dạng người, khi Alice dùng kỹ năng trúng một kẻ địch, cô nhận được một nhện con ngủ say. Ở dạng nhện thì đòn đánh sẽ gây thêm sát thương phép và hồi máu cho Alice. Thật ra để mà nói, lượng nhện con sinh ra cũng được tối đa theo cấp độ rất sớm. Alice đã có thể tích tới 5 con nhện con trong người, chỉ cần cô lên level 5 là được. Thế nhưng lượng hồi máu ở dạng nhện quá ít, đại khái là chả giúp được gì cả. Lượng hữu ít ỏi chỉ có 12 cộng thêm và chỉ số phép thuật chỉ có 8%. Nói chung là nên xếp nó ở vào một hạng riêng biệt, vì cả hai nội tại trộn lẫn vào nhau mất rồi. Nên để nói cho khách quan, tôi đánh giá nữ hoàng nhìn nhện của Alice nằm ở bậc C cũng không đến nỗi nào. Sau khi diện kiến nữ hoàng nhìn nhện, hãy cùng gặp mặt yêu nữ Evelyn, một con quỷ lấy dụ dỗ nạn nhân bằng sắc dục rồi đọa đầy họ bằng những nỗi đau khôn xiết không tả được. Nội tại của Evelyn là yêu ảnh. Khi không giao tranh, Evelyn sẽ tiến vào trạng thái yêu ảnh. Nó hồi máu cho con tướng này nếu như đang thấp máu và cho ngụy trang 6 cấp 6. Lượng hồi phục ngoài giao tranh của ả yêu nữ này là rất tốt. Khi dưới 250 đến 590 máu, tùy thuộc vào cấp độ, cộng thêm 250% chỉ số sức mạnh phép thuật, Evelyn sẽ được hồi từ 15 đến 150 máu mỗi giây. Dựa vào cấp độ hiện tại của mình, lượng hồi phục này cho phép yêu nữ trụ lại trên bản đồ lâu hơn để thực hiện những pha gank khó chịu khiến đối thủ không lường trước được. Yêu ảnh cũng cho phép Evelyn tiến vào trạng thái ngụy trang, giúp cô thu thập được khá nhiều thông tin trên bản đồ, từ đó đưa ra hướng gank đột biến và snowball đối thủ một cách triệt để. Một nội tại khá toàn diện và hữu ích, vậy nên tôi xếp yêu ảnh của Evelyn ở bậc S vì độ khó chịu từ chiêu thức của cô nàng.
Dã từ cô nàng quyến rũ đến chết người Evelyn, nhân vật tiếp theo chúng ta gặp mặt sẽ là Ezreal, một nhà thám hiểm trẻ đến từ vùng đất Piltover. Nội tại Ezreal là pháp lực gia tăng. Ezreal nhận thêm tốc độ đánh mỗi khi dùng kỹ năng trúng địch, cộng dồn tối đa 5 lần, là một ADC theo hướng cấu rỉa và dùng kỹ năng định hướng làm sát thương chủ đạo. Ezreal trên thực tế không cần quá nhiều tốc độ đánh ở giai đoạn giữa và cuối game, thế nhưng 50% tốc độ đánh cộng thêm ở 5 lần cộng dồn là một con số khá hời ở giai đoạn đầu trận cho những pha trao đổi chiêu thức với các tướng xạ thủ khác, lấy sát thương chủ đạo nhờ các đòn đánh tay của mình. Vì là cộng dồn thế nên Ezreal bắt buộc phải dùng chiêu trúng kẻ địch. 6 giây là khoảng thời gian tồn tại của một cộng dồn, mà Q của Ezreal đầu game lại lên đến 5,5 giây hồi chiêu. Thế nên, tỷ lệ Q trúng đầu game của bạn là 80%, nếu không trade down với đối thủ kiểu gì cũng thua. Chung quy lại là vấn đề kỹ năng. Tổng quan thì pháp lực gia tăng của Ezreal sẽ nằm ở bậc B, tức là bình thường, không có quá nhiều sự nổi bật. Tạm biệt anh chàng thám hiểm yêu đời và bát nháo số Piltover, chúng ta sẽ gặp một con bù nhìn đầy đáng sợ mang tên Fiddlestick, mang trên tay một cây đèn và một cái lưỡi liềm. Fiddlestick sẵn sàng gặt đầu bất kỳ kẻ xấu số nào đủ lòng can đảm để lại gần hắn ta. Nội tại của Fiddlestick là bù nhìn vô hại, gồm hai hiệu ứng riêng biệt. Một là hắn sẽ không mua được mắt, bù lại sẽ có một con bù nhìn cung cấp tầm nhìn và hù dọa kẻ địch mỗi khi chúng tới gần con mắt thay thế này. Hiệu ứng thứ hai là khi lên cấp 6, quát bù nhìn của Fiddlestick sẽ có thêm một vùng quét tương tự như máy quét Oracle trong Liên Minh. Nói chung là cái hiệu ứng nội tại con bù nhìn này không quá nổi trội, ngoại trừ việc dọa kẻ địch và kiểm soát tầm nhìn. Thế nên, tụi không có quá nhiều nhận xét ngoại trừ một câu là tên sao chiều vậy, vô hại y như cái tên, cộng một đáy xã hội không nói nhiều. Sang nhà Lauren của vương quốc Demacia, từ xưa đến nay đã luôn nổi tiếng với những màn thách đấu tay đôi nảy lửa, cùng gặp gỡ với Fiora, nữ kiếm sư tự hào và đáng sợ nhất lục địa Valorant. Nội tại của Fiora là vũ điệu kiếm sư. Fiora sẽ vạch ra điểm yếu trên tướng địch. Nếu tấn công trúng điểm yếu, cô sẽ được hồi máu, gây sát thương chuẩn và cộng thêm tốc độ di chuyển. Lượng sát thương chuẩn mà Fiora đem lại thực sự không quá đáng kể ở giai đoạn đầu trận, cứ giả dích như kiểu mưa dầm thấm lâu mà thôi. Thế nhưng cô sẽ thành quái vật ở giai đoạn gần kề cuối trận đấu. Fiora sẽ gây đam chuẩn dựa trên 3% máu tối đa của kẻ địch và cộng thêm 4% với mỗi 100 sức mạnh công kích mà cô mang trên người. Khi về cuối với tầm 3 đến 4 món trang bị thì sát thương sẽ là 3% máu tối đa cùng với khoảng 24% sát thương chuẩn, khiến cho một cú trò của cô nàng thốn đến tận rốn. Bên cạnh đó, 100 hồi máu và 50% tốc độ di chuyển cộng thêm ở cuối trận khiến cho cô nàng trở thành một mũi nhọn đẩy lẻ đáng gờm mà chả ai muốn động vào. Tin tôi đi, vì tôi thử và đã sấp mặt lờ rồi. Chốt lại, vũ điệu kiếm sư của Fiora quá toàn diện, thế nên một điểm sư sẽ vào trong danh sách lần này. Trên cạn chán rồi đúng không anh em? Cùng lặn xuống dưới nước để gặp gỡ chú cá tinh nghịch sống dưới đáy biển nào. Fit là chỉ huy của đám quái thú ăn thịt khổng lồ và thích thú nuốt chửng cả đồng minh lẫn kẻ địch. Nội tại của Fit là chiến binh lanh lợi, cho phép cậu có thể đi xuyên vật thể và giảm một lượng sát thương gánh chịu cố định từ mọi nguồn. Nghe có vẻ khá hay, nhưng thật ra lượng sát thương được giảm chỉ có 4 cộng thêm 1% sức mạnh phép thuật nên nghe khá là à đuổi. Nội tại này chỉ có ích với Fit ở phần xuyên vật thể, chứ giảm đam như thế này thì không khả quan cho lắm. Thế nên cộng một điểm đáy xã hội trong video xếp hạng nội tại của chúng ta ngày hôm nay. Lại bước chân về phía Demacia và cùng gặp gỡ Galio. Nội tại Galio là cú nện khổng lồ, cứ sau một vài giây, đòn đánh kế tiếp của Galio sẽ gây thêm sát thương phép trong một vùng. Nội tại sát thương của cú nện khổng lồ dựa theo 100% chỉ số sức mạnh công kích, 50% chỉ số sức mạnh phép thuật và 60% chỉ số kháng phép. Một loạt các chỉ số cộng thêm rất không ăn nhập gì với nhau cả. Thế nhưng cú nện khổng lồ lại là công cụ giúp cho Galio farm lính, đẩy lính và hỗ trợ đồng đội trong các pha bắt lẻ hoặc combat quan trọng. Vì lẽ đó, ta sẽ có thêm một điểm B bình thường trong bảng xếp hạng lần này. Khép lại danh sách trong phần 2 của chúng ta sẽ là gã cướp biển Janua, một tên cướp biển bất trị của vùng Bilgewater. Nội tại Gangplank là thử lửa. Thời gian hồi chiêu ở những cấp độ đầu là 15 giây hoặc tái kích hoạt được luôn nếu như kích nổ được các thùng thuốc súng. Sát thương của thử lửa cũng rất đau khi chỉ số thử lửa dao động từ 20 đến 250 tùy cấp độ cộng thêm 2 hoặc 1,5% tỷ lệ chí mạng. Thách thực hắn một lần đi, hắn chém cho một cái là cuốn gói về nhà ngủ luôn, chứ chơi bời gì được ở đây. Nhưng nhược điểm hồi chiêu 15 giây vẫn còn đó. Nếu không thuốc súng ở dưới chân thì thử lửa sẽ không phát huy được hết tác dụng vốn có của nó. Vì lẽ đó nên Gangplank sẽ ở xếp bậc B, tức là bình thường. Thế là đã hết phần 2 của series này rồi. Anh em có ý kiến gì thì cứ comment phía dưới nhá. Và đừng quên bấm like, subscribe không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nhá. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.